À, hôm nay mình mới mua cho cu sóc một cái nắp bồn cầu hiệu Chico để cho nó đi vệ sinh ở bên nhà. Thì cái nắp bồn cầu ở đây nó bự quá nên cái kia của ông bà nội mua không có vừa. Phải mua cái loại mới. Mà cái loại này thì vừa. Đó. Nhưng mà loại này thì nó hơi khác chút chút. Gỡ cái này nè. Là nó cũng có mút đệm nè. Đó. À, hai bên thì nó không có bị tột, cái kia thì đẩy qua cái nó tột xuống kia luôn này. Còn cái nắp này nó tròn bự nên nó ăn được vô cái ngàm luôn. Đó. Rồi không bị tột trước sau luôn. Đó. Ở đây có mút luôn, mút đệm. Rất là êm cho bé. Nhưng mà nó không có cái đồ che nên cái súng con sóc nó nằm trong này nè, để dăng xuống dưới luôn. Đó. Rồi. Của Chico. Có hai cái quai cầm tay hai bên nữa. À, không có cái đầu móc hả? À, nó không có cái đầu móc lên giống như cái kia. Nói chung là độ hoàn thiện thì nó cũng chưa tinh tế lắm, nên đơn giản thôi. Cho mượn người mẫu đây, người mẫu ơi. À, khi mà ngồi cầu nó sẽ như này đó. Nó có hai cái đầu dính tay đó bạn. Cái này không có. Bụng cầu Ok. À, giá của cái này 190.000. Sắp vậy thôi.